Đây bạn, tối nay mình sẽ vào thị trấn Tuy Phước cho mọi người xem nha. Thị trấn Tuy Phước vào đêm 11 tháng Chạp. Đó, khu vực này là quán cà phê mới mở nhiều lắm các bạn. Đấy, quán cà phê, quán nhậu này, bên phía đây nữa này. Nâu này. Tuy Phước đi ra ngồi Phước Sơn nè bạn. Chỗ đây quán xá quán nhậu cũng nhiều nè. Đấy. Quá trời luôn. Cà phê, quán nhậu, bia nè bạn, rất là nhiều nha. Ở Tuy Phước ban đêm phải nói là rất là lộng lẫy luôn các bạn. Đây, dọc mấy khu mới của thị trấn này. Toàn quán nhậu thôi. Nhưng mà khách thì mình thấy ít. Thẳng đường này sẽ đi về hướng Phước Thuận các bạn. Đi dọc ra ngoài đây là quốc lộ 19 mới này. Dạo ban đêm thị trấn Tuy Phước cho mọi người xem. Gần Tết rồi. Đó, đây là cà phê này. Đây các bạn, rực rỡ luôn. Đây có mấy cái biệt thự cũng to nè bạn. Rẽ phải là sẽ về Phước Thuận các bạn. Phước Nghĩa các bạn. Còn mình rẽ trái thì vẫn vòng vòng ở thị trấn Tuy Phước. Chạy mấy con phố trung tâm của thị trấn Tuy Phước cho các bạn xem. Ban đêm thì thị trấn hiện nay như thế nào, phát triển hay không? Thì mình hay đi các bạn, mình thấy là Tuy Phước dạo này khá là phát triển, biệt thự rồi quán xá là rất là nhiều. Nhà đẹp không ạ? Trung tâm thị trấn Tuy Phước nhà đẹp không ạ? Biệt thự to nhiều lắm các bạn. Ngang ngửa Quy Nhơn các bạn, không thua kém gì đâu. Đây là Lê Công Nguyễn. Đấy, còn đây thì hơi tối. Nay là 11 tháng Chạp rồi các bạn. Đi 11 tháng Chạp rồi, chỉ còn có mười mấy ngày nữa là tới Tết Giáp Thìn rồi. Đó, vào đây là vào lại trung tâm của thị trấn này các bạn. Thank you.
dạo mà các đường phố lớn của thị trấn Tiên Phước cho các bạn xem. Khu vực đây là khu vực của chợ Bồ Đề các bạn. Ở giờ này còn chừng 8 giờ kém thôi, bắt đầu rất là sớm. Bán đồ Tết này các bạn. Đường này là Đô Đốc Lộc. Các bạn là rẽ lên khu vực bạn, đường này đường Xuân Diệu các bạn, ra lại đường lớn trung tâm của thị trấn này. Trung tâm của cơ quan nhà nước như là ủy ban nhân dân thị trấn rồi nhà văn hóa này bạn. Đấy, đây là bên tay trái là ủy ban nhân dân, công an làm hết khu vực này các bạn. Đây khu vực nhà văn hóa đây. Buổi tối đông trẻ em chơi ở đây các bạn. Ở đây có thế giới di động này, điện máy xanh. Nếu đi phải sẽ đi lên cầu Bà Di các bạn, còn đường này đi thẳng. Đi thẳng đường này sẽ ra quốc lộ 1A các bạn, chỗ thị trấn Du Trì. Rồi tới đây mình sẽ quay lại, nếu đi thẳng cỡ cây số nữa thì ra quốc lộ 1A với thị trấn Du Trì các bạn. Sẽ quay lại khu vực trung tâm. Vâng, tiếp tục mình sẽ quay về khúc trung tâm. Khúc này gọi là trung của trung tâm thị trấn Tiên Phước các bạn. Chỗ có rất nhiều ủy ban cơ quan nhà nước của thị trấn Tiên Phước nằm ở tại cái trụ đèn đỏ này. Đó các bạn, ngay chỗ đây là một ngã tư phải nói là rất là lớn, rất là phát triển của Tiên Phước. Quảng trường Xuân Diệu.
đây bên thì trái là cơ quan nhà nước, công an, huyện Hoa Ý, chi cục thuế, ngân hàng nằm hết ở khu vực này các bạn. Đường này là đường Nguyễn Huệ của thị trấn Tuy Phước. Đường này nếu đi thẳng sẽ là về thành phố Quy Nhơn các bạn. Đi qua đoạn này sẽ là giáp thành phố Quy Nhơn thuộc phường Nguyễn Bình các bạn. Đó, đây là ngân hàng này, phòng giáo dục đào tạo này, bên cạnh là ngân hàng này. Đấy. Rồi mình sẽ rẽ vào các cái nhà biệt thự lớn ở khu vực này cho các bạn xem. Ban chỉ huy quân sự. Đó, nhà biệt thự các bạn, to không? Quan sát khu vực này rất là nhiều nha các bạn. Đó, anh chơi này bị ghe rất là nhiều luôn. Phía trước có các căn biệt thự rất to này các bạn, to đùng luôn. Đấy, bạn thấy không? Biệt thự này sau lưng của mình này. Cà phê này các bạn, rất là nhiều luôn. Cà phê nâu này. Hồng Nhung bên kia này.